chương trình này sẽ hỗ trợ đồng hành coaching cho những anh chị em học viên trong lớp học đến khi nào mà chúng ta đạt được con số là 10k follow. Có nghĩa rằng là nếu như 2 tháng mà không được thì quyền lợi của chúng ta ha vẫn còn ở 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng sau. Chứ không phải là chỉ có sau 1-2 tháng rồi thôi thầy hết 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 lớp học rồi thầy không còn trách nhiệm với em nữa. Không phải ha. Đấy, cái chương trình đào tạo, cái chương trình này mình ghi rất là rõ là coaching, có nghĩa rằng là chúng ta sẽ follow nhau. Đấy, follow nhau, hỗ trợ cho nhau, động viên cho nhau. Đấy, để mà đạt được cái mục tiêu. Mục tiêu của mình không phải là hết nội dung học. Vì nội dung học, nếu mà các chị em cho biết là gì, nếu như mình để học TikTok làm 2-3 buổi, chúng ta biết được cái thuật toán, chúng ta biết được cái công thức, chúng ta làm được video mẫu là gần như chúng ta không cần phải học nữa. Đấy, các cô chứ các anh chị em trước đã làm rồi đấy, chẳng cần phải học hành gì. Sau khi mà biết à ok cứ như vậy mà rập khuôn mà làm thôi thì nó cũng sẽ lên được. Cho nên cái việc học của mình á, thì nó không phải là một cái thời lượng quá nhiều. Tuy nhiên để mà đồng hành, để mà đạt được kết quả với những người mới thì chúng ta cần phải có môi trường. Cái nào cũng vậy, bất cứ cái nào cũng vậy. Ai muốn thành công ở trong bất cứ một lĩnh vực nào thì yếu tố mà nó quyết định 70-80% đấy là môi trường. Chúng ta có cái môi trường để mà rèn luyện, có môi trường, có những người đồng đội thúc đẩy mình, không có áp lực, có những môi trường mà khi mà mình khó khăn có người người ta hỗ trợ giúp đỡ mình. Đó. Thì như vậy chúng ta sẽ có động lực hơn để mà chúng ta làm. Đúng không ạ? Đấy, bất cứ một cái nội dung nào không, chứ không phải riêng về TikTok hay Canva, không không phải ha. Cho nên là môi trường nó quyết định đến khoảng tầm 70-80% thì thành sự thành công của cá nhân trong một lĩnh vực nào đó. Mặc dù cùng một kiến thức, cùng một cái được đào tạo với nhau trong một cái môi trường cơ bản ở Singapore, nhưng khi được nhúng mình vào những môi trường khác nhau thì lại có những cái hoạt động khác nhau và ra kết quả khác nhau. Cho nên là khi mà nói về sự thành công, muốn bất cứ một sự thành công trong lĩnh vực nào thì môi trường nó quyết định đến 80-90% cái sự thành công. Cho nên chúng ta cũng vậy ha, chúng ta có một cái môi trường để mà rèn luyện, môi trường học tập lĩnh vực nào đấy, thì nếu mà đúng là cái lĩnh vực mình đam mê thì hãy dấn thân vào đấy. Đâu phải nhúng mình vào trong đấy để mà chúng ta phát huy lên. Thì thầy cũng mong muốn là gì, 999 Studio sẽ xây dựng được một cái môi trường để mà chúng ta hướng đến. Cái việc đầu tiên ha, là cái việc mà thiết kế hình ảnh video cơ bản là trên Canva là đã đang hoàn thành rồi. Đấy, các bạn chị em biết là gì ha, nếu mà ai mà thường xuyên follow theo những cái chương trình của cộng đồng 999 thì các bạn biết rằng là 1 tuần 7 ngày thì gần như là 7 ngày 6 ngày ha, 6 ngày là đều có sự kiện, đều có lớp học của cộng đồng hết. Chỉ có buổi thứ hai, ngày thứ hai á là thầy cô gần như là không có một cái khóa học nào để mà dành cho cái ngày thứ hai, là cái ngày họp triển khai những kế hoạch học hành nghỉ ngơi của các chuyên gia. Đấy, còn bắt đầu tối thứ ba, tối thứ tư, tối thứ năm, tối thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là lịch chắc chắn ít nhất có một cái buổi đào tạo về thiết kế hình ảnh bằng Canva ở trong cộng đồng. Đó, thì nếu như mà đặc biệt nếu anh chị em mà thành viên VIP thì gần như mình được tham gia hết tất cả các chương trình đấy. Thì có nghĩa là mình mong muốn là gì, mình tạo ra được một cái môi trường, và cái môi trường đấy thì nó sẽ duy trì được cái việc mà học tập cũng như rằng là gọi là có một cái niềm hứng khởi với lại là cái lĩnh vực về thiết kế. Đó, đặc biệt là Canva đó. Đó, thì đó là cái mình xây dựng lên cái môi trường đấy cũng đã hoàn thành cơ bản xong về cái concept rồi, cái podcast đó rồi. Thì bây giờ ha, đã đến một cái môi trường thứ hai mà 999 muốn xây dựng lên, đấy là cái môi trường mà chúng ta cùng nhau xây ra những cái kênh TikTok. À, mục tiêu đầu tiên là 10.000 follow cái đã, đúng không? Sau đó biết đâu, đúng không, trong số những anh chị em chúng ta ở đây là trở thành những cái hot TikToker, đúng không ạ? Đây là trở thành những cái KOL, KOC, hay là những cái người đào tạo về trong cái lĩnh vực này đó.
đó, đó là cũng là cái mong muốn mà thầy cô cũng khi mà mình xây dựng cái chương trình là TikTok này lên đó, mình mong muốn là như vậy, tức là chúng ta tạo ra cái môi trường để hỗ trợ cho nhau đấy, để mà động viên nhau, để mà cùng nhau đạt được những cái mục tiêu trong cái việc mà mình ứng dụng và khai thác cái gọi là cái nền tảng TikTok này để vào trong công việc của mình. Thì đó là cái chiến lược ha, mà thầy cũng chia sẻ cho lớp chúng ta về cái phần này rồi. Thế nên để mà làm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của chương trình này thì thầy cũng mong là gì, anh chị em trong lớp của chúng ta, thứ nhất là mình có một cái quyết tâm để xây dựng cho mình một cái kênh TikTok, ít nhất là một kênh TikTok chuẩn và khai thác được đó. Đó là mục tiêu đầu tiên ha, mục tiêu mình vào lớp học này là như vậy. Cái thứ hai là mỗi một anh chị em học viên trong lớp của chúng ta hãy tận dụng cái môi trường này, hãy tận dụng cái sự hỗ trợ của thầy cô, đó cũng là một cái quyền lợi của mình ha, trong lớp học, để làm sao mình đạt được cái mục tiêu của mình, đúng không? Có là nếu mà đã làm trong nhóm này, mình được quyền khai thác hỗ trợ từ thầy cô, không phải mình thầy không ha, cô Thơm, cô Hồng Ánh, cô Hà, và tất cả những thầy cô ở trong cái lớp của chúng ta ở đây có thể hỗ trợ giúp cho mình những cái việc mà mình sẽ xây dựng được cái mục tiêu xây kênh của mình. Thầy cũng rất là tự tin, đúng không? Đó thì đó là những cái mà sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả mà mình xây dựng ở trong cái mục tiêu mà xây kênh của mình. Ở chỗ thầy cô thì khi mà mình lên cái chương trình đào tạo nào, chỉ sợ nhất là học viên không chịu khai thác thôi. Tức là không khai thác có nghĩa là thứ nhất là mình chưa làm bài tập, đúng không? Thứ hai nữa là mình sợ, mình làm sợ sai, mình không dám hỏi, mình không dám nhờ. Đây, thì đó là cái mà thầy cô không thích, không thích như vậy. Mình thích là gì? Chúng ta hãy mạnh dạn hỏi, hãy mạnh dạn khai thác thầy cô để làm sao mình có kết quả nhất. Bởi vì cái mục tiêu của mình là gì? Bất cứ một cái lớp học nào cũng vậy thôi, không phải đi thầy cô đâu, mà nếu anh chị em sau này mình đào tạo cũng vậy, mình cũng rất là mong muốn là gì, cái lớp học của mình sản sinh ra được những cái người thành công, sản sinh ra được những cái người người ta ứng dụng được cái kiến thức của mình để làm được những cái việc mà có ích cho bản thân của người học viên của mình, đúng không? Thầy cô cũng vậy thôi. Đấy, cho nên là nếu như ha mà chúng ta chưa có kết quả thì hãy mạnh dạn hỏi. Đó, thầy cô sẵn sàng nhiệt tình trả lời, nhiệt tình hỗ trợ. Đó là cái đầu tiên mà muốn chia sẻ với lớp của chúng ta trong cái buổi khai giảng này là như vậy. Đấy. Hành trình để mà xây dựng 10.000 follow ở trên TikTok thì dễ thì nó cũng dễ, nhưng khó thì nó cũng khó. Không phải ai cũng làm được. Không phải ai cũng làm được các bạn. Không phải người nào đăng lên rồi nó cũng có được 5-7.000 follow, không có. Có những người 3 năm, 5 năm cũng chỉ có 1-2.000 follow thôi, không lên nữa. Có những người thì có những cái video lên được một vài chục ngàn view, nhưng mà cũng có rất là nhiều những video chỉ có một vài view, và có nhiều video không có view nào. Chúng ta thấy những cái kênh này không ạ? Và có và thường thường những cái view ví dụ đăng lên 200-300 view không khai thác được gì. Rất là nhiều ha, rất rất nhiều những anh chị em nằm trong cái nhóm này. Và trong lớp của mình cũng vậy. Hôm trước thì có một số anh chị em chúng ta gửi những cái kênh lên cho thầy xem, thì cũng có nhiều anh chị em đang nằm ở trong cái nhóm là kênh của mình view chưa có đều, hoặc là đều ở một cái mức rất là thấp, tức là một vài trăm view. Đấy. Thì với những cái kênh như vậy thì gọi là kênh vui thôi, ha. Kênh TikTok vui thôi, chứ còn để mà khai thác hay là sử dụng thì nó chưa có chưa chưa thể nào mà khai thác được. Thì cũng mong là gì, chúng ta xong cái lớp này ha, chúng ta sẽ có được những cái kênh thực sự là hiệu quả. Đấy, thực sự là hiệu quả, thực sự là khai thác được TikTok. TikTok nó không phải là một cái việc mà mình chỉ có một video đăng lên
đúng không cả nhà? Đâu, TikTok đó, nó không phải là cái việc mình làm ha. À, mình dành 5 7 ngày mình làm được một cái video mình đăng lên là mình có được thành TikToker hay là triệu view, không phải. À, TikTok là một cái nền tảng video họ xây dựng ra để mà chúng ta sống ở trên cái nền tảng đó. À, để mà chúng ta tương tác ở trên nền tảng đó, để mà chúng ta gọi là dành thời gian online của mình ở trên cái nền tảng website TikTok đó, hay cái app TikTok đó. Thì lúc đó cái TikTok, cái công ty TikTok đó, nó mới có thể quảng cáo được. Nó mới có thể thu tiền được từ những cái người mà bán hàng, nó có thể thu tiền được từ những cái người mua hàng đó, đúng không? Đó. Cho nên là gì, để mà làm được điều đó thì đòi hỏi chúng ta là gì, phải sống được trên nền tảng này. Sống trên nền tảng này có nghĩa rằng là chúng ta phải dành nhiều thời gian ở trên nền tảng này đó, đúng không? Với những người mà gọi là nhóm khách hàng tiềm năng của TikTok thì nó phải có được nội dung hay để mà người ta, thay vì hơn cái thời gian người ta lướt Facebook, lướt YouTube, thì bây giờ họ phải dành thời gian đó để lướt TikTok. À, vì mỗi một người một ngày họ họ đã dành ra thời gian là gì, à, mấy tiếng, 8 tiếng đi làm, mấy tiếng ăn, à, rồi mấy tiếng chơi với gia đình với con, à, và chỉ dành một thời gian nhất định khoảng tầm 30 phút một tiếng để mà lướt mạng xã hội thôi. Vậy thì trong cái thời gian 30 phút một tiếng đó, họ chọn cái nền tảng nào để họ lướt, để họ xem, đúng không? Họ chọn Zalo hay là chọn Facebook hay là chọn TikTok hay là chọn YouTube, thì các công ty TikTok họ họ quyết tâm là gì, họ làm ra sao TikTok là trở thành một cái sự lựa chọn của nhiều người trong lúc rảnh rỗi, họ bật lên họ nhớ đến TikTok và xem nội dung. Thì nên nó có cái khái niệm tiếp theo là khái niệm nhà sáng tạo nội dung, đúng không? Chúng ta là những người mà chúng ta lên TikTok thường xuyên thì nội dung nó phải hay, nội dung nó phải gọi là ấn tượng, nội dung nó phải hấp dẫn thì người ta mới giữ chân được những cái người xem. À, thì những người nào mà làm được nội dung hay, những người nào mà làm được nội dung hấp dẫn, những người nào mà lộ nội dung phong phú, không, có sức hút, thì những người đó được TikTok đưa vào danh sách ưu tiên. Đó, bởi vì đó là những người mà sẽ đóng góp cho cái trang TikTok, cái nền tảng TikTok nó phát triển. À, còn những cái người mà lâu lâu mới đăng lên video, hả? Lâu lâu mới xẹt vô xem một lần, thì đó là những cái người mà TikTok nó sẽ không quan tâm nhiều. À, cho nên một cái yếu tố mà thành công ở trên TikTok đó, đó là yếu tố đều 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 đó, thường xuyên hiện diện, thường xuyên tương tác, thường xuyên sống ở trên cái nền tảng đó là sẽ được ưu tiên. Cho nên cả nhà nhớ ha, à, không phải trên TikTok đâu, nền tảng nào cũng vậy thôi. À, nó đều có một cái sự đo lường rõ ràng, mà chúng ta bật vào, chúng ta mở app lên là nó đã chấm, đã bấm giờ rồi, đúng không? À, cái anh Long này là bấm online bao nhiêu phút trong một ngày ở trên nền tảng là nó biết hết, nó đo lường mình hết. Đó. Rồi sẽ, thậm chí là mình xem cái video gì, video đó mình xem bao lâu, đúng không? Mình tìm kiếm từ khóa gì, à, rồi là cái từ khóa đó mình tìm được một lần hay nhiều lần, tất cả những cái hành vi của mình ở trên cái nền tảng nó đều ghi nhận, và thậm chí là gì, ngoài nền tảng nó cũng ghi nhận luôn chứ không phải trong nền tảng nữa. À, cả nhà nhớ ha, với công nghệ hiện nay nó đều đã ghi nhận hết như vậy đó, cho nên là tất cả những cái việc mà chúng ta làm trên TikTok nó đều được TikTok nó ghi nhận hết. Thì để mà thành công ha, chúng ta hãy là những cái người mà xác định TikTok là một cái kênh tiềm năng, và mình sẽ xây dựng ở trên đó một cái sự nghiệp, hay là xây dựng ở trên đó một cái trở thành một cái nơi, một cái phương tiện, một cái công cụ, một cái môi trường để mình phục vụ cho công việc kinh doanh của mình. Thì bắt đầu chúng ta hãy suy nghĩ là hãy mình hãy sống ở trên cái nền tảng đó. À, bắt đầu sống trên nền tảng đó. À, thì nó sẽ tác động rất là nhiều đến cái kết quả của mình để mà xây kênh. À, nhớ nha cả nhà ha. Đấy.